Thưa quý vị, hàng ngàn người theo dõi cuộc thi chọi bò được tổ chức tại Thụy Sĩ, đến từ Thụy Sĩ. Cứ vào dịp này hàng năm thì người dân ở Thụy Sĩ lại tổ chức một cuộc thi chọi bò toàn quốc có tên là Fight for the Queen với mục tiêu tìm ra nữ hoàng của những chú bò thông qua các trận đấu gây cấn và nảy lửa. Ở ngôi làng Aprus của Thụy Sĩ, cuộc thi này đã được diễn ra với sự tham gia của hàng trăm chú bò và hàng ngàn khán giả đến từ khắp nơi trên cả nước. Theo ước tính, đã có hơn 10.000 khán giả đổ về Aprus trong năm nay để cổ vũ cho những chú bò. Cuộc thi này đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1923 và hiện đã trở thành một truyền thống của đất nước Thụy Sĩ. Theo ban tổ chức của cuộc thi cho biết, đã có khoảng 196 chú bò được đưa đến Apros để tham gia thi đấu trong năm nay. Những chú bò này sẽ phải trải qua hàng loạt trận chiến khốc liệt để tranh giành ngôi vị chiến thắng. Chú bò nào trở thành quán quân của trận đấu sẽ được trao tặng danh hiệu Nữ Hoàng và một chiếc đeo vòng quanh cổ. Sau khi sự kiện này kết thúc, những chú bò nói trên sẽ quay về lại với nông trại và công việc thường ngày của chúng.